WeViro là chế phẩm sinh học xử lý môi trường thế hệ mới, được sản xuất theo công nghệ cao của Hoa Kỳ. WeViro là sản phẩm theo khuynh hướng mới, sử dụng các chất thiên nhiên bảo vệ môi trường, không độc hại cho người, gia súc, có tác dụng xử lý các chất thải có nguy cơ gây hại cho môi trường, như rác thải sinh hoạt, các loại chất thải hữu cơ, các loại nước thải. Đây là sản phẩm sinh học, chúng không màu, được bảo quản ở nhiệt độ thường, có tính năng đa dạng như sử dụng để xử lý mùi, phân hủy chất thải hữu cơ, làm không khí trong lành. Tính chất sản phẩm không phụ thuộc vào vi sinh vật như các chế phẩm vi sinh, không phá hủy hệ vi sinh vật có lợi trong nước thải. Thành phần WeViro: chất trích từ thảo mộc 0,13 phần ngàn, chất béo tổng hợp 0,01 phần ngàn, kiềm QRNAOH 0,1 phần ngàn, borat 0,1 phần ngàn, pH 8-9. Công dụng của WeViro: quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh dưới tác dụng của vi khuẩn có thể tạo ra các chất hữu cơ chứa lưu huỳnh bay hơi và có mùi khó chịu như methylthiol CH3SH, dimethyl disulfur CH3SSCH3. Quá trình phân hủy này cũng tạo ra H2S. Những thành phố lớn, số lượng đông dân cư, lượng thức ăn thừa thải, chứa nhiều albumin, nhiều rác thải đổ vào đường ống nước thải thành phố. Nước ta là nước nóng ẩm, rất thuận lợi để hình thành khí H2S ở nhiệt độ 10 đến 38 độ C. Khí H2S có độ tan rất lớn, 1 lít nước có thể hòa tan 2,5 lít khí H2S. Sở dĩ nước ở phần lớn sông, các ao, hồ, đường ống cống ở Việt Nam có màu đen là do bị hòa tan nhiều khí H2S. Ở trong nước khi bão hòa, khí H2S kết tủa cùng với tạp chất lắng xuống bùn, làm cho bùn có màu đen. Khi khí trời thay đổi, nhất là khi trời nắng nóng, nhiệt độ cao, làm nóng lớp không khí trên mặt đất, mật độ không khí giảm, tạo điều kiện cho khí H2S trong bùn, trong nước bốc lên, đi vào không khí. Khi con người hít thở phải H2S và chất này bị oxy hóa thành axit sulfuric H2SO4, gây ra thương tổn ở cổ họng, mũi và mắt. WeViro xử lý các loại khí độc hại trong môi trường. Khử H2S bằng hiệu ứng pH hóa và phản ứng oxy hóa, chế phẩm WeViro nhanh chóng làm mất tác dụng mùi của các chất thải, triệt tiêu chúng để lưu huỳnh không có cơ hội biến thành khí H2S. Khử hoàn toàn mùi hôi từ các chất thải rắn, chất thải lỏng độc hại với thời gian chỉ trong vòng 12 đến 24 giờ. Các chất khí gây mùi hôi thối độc hại như H2S, CH4, SO2, CO2, N2, NH3, B-captan, CO và các thành phần khác được sinh ra chủ yếu do các vi sinh vật kỵ khí có trong chất thải, nhờ vào hàm lượng kiềm trong sản phẩm đã trung hòa các chất khí có mùi thối như H2S, các chất khí có tính axit tạo thành muối hòa tan trong nước. H2S tạo thành da độc và có mùi khó chịu nên có thể làm giảm chất lượng nước. Quá trình oxy hóa sulfur dưới tác dụng của các vi khuẩn như Theobacillus đã loại bỏ được H2S, sẽ bảo vệ được môi trường và bảo vệ cả bê tông đường ống cống. Khử metan, các chất hữu cơ có thể bị vi khuẩn tạo metan hiện diện trong nước thải như Methanobacterium chuyển thành metan trong điều kiện thiếu khí bằng phản ứng lên men. Đây là phản ứng oxy hóa khử, trong đó chất oxy hóa và chất khử đều là chất hữu cơ. WeViro đã phân hủy lượng metan sinh ra nhờ vào phản ứng kiềm hóa, khử ammoniac NH3. WeViro tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có khả năng nitrat hóa NH3 thành NO3- phát triển như vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter nhờ vào các hợp chất alkaloid chiết xuất từ thảo mộc. Các hợp chất alkaloid chiết xuất từ thảo mộc để tiêu diệt các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh.
Tuy nhiên, các hợp chất alkaloid này tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật có lợi như Trichoderma, Aspergillus, Rhizomonas trong môi trường phát triển mạnh để phân hủy các thụ phẩm này trong thời gian ngắn. NaOH trong sản phẩm kết hợp với hiệu ứng nhiệt có khả năng phân hủy loại bỏ lignin, là một thành phần khó phân hủy của chất thải phụ phẩm nông nghiệp. Các phân tử cellulose, hemicellulose, lignin bị tác động bởi NaOH sẽ thay đổi cấu trúc và giúp các vi sinh vật trong môi trường dễ dàng hấp thu, sử dụng và phân hủy. Kết hợp với các chiết xuất từ thảo mộc giúp các hệ vi sinh vật này phát triển nhanh chóng trong thời gian từ 3 đến 4 ngày nhờ gia tăng sinh khối vi sinh vật có ích, và do hoạt động phân hủy hữu cơ của chúng diễn ra sẽ làm gia tăng nhiệt độ thân nhiệt của chúng, do đó dẫn đến hiện tượng gia tăng nhiệt độ của đống ủ. Nhiệt độ đống ủ tăng cao có thể tiêu diệt một số vi sinh vật nấm mốc gây bệnh. Sau 4 ngày, quá trình phân hủy diễn ra nhanh, tạo thành mùn có màu đen là thành phẩm do hệ vi sinh vật phân hủy tạo thành. Cái hero này á, mà khi mình ủ ra phân á, thì bỏ vào gốc cây rất là hiệu quả. Đó, nó tạo cái độ mùn, độ xốp đất rất là cao. Cách ủ của nó á, là bây giờ coi như là cái vỏ cà phê này á, là mình đưa ra 20 phân và mình xịt thuốc hero này lên. Đó. Rồi sau đó mình tưới ướt và cứ làm tiếp tục là cứ đưa ra một lớp 20 phân nữa là xịt thuốc lên. Rồi là làm xong quy trình như vậy rồi á là mình tủ bạt lại và cứ tưới nước vào thường xuyên. Cứ khoảng một tuần là mình tưới vào 2 lần. Trong thời gian khoảng đâu chừng 1 tháng tới 3 tháng thì cái vỏ cà phê này nó hoai rồi. Cái độ mùn rất là cao. Cái này nó giúp cho mình đỡ được một khoản chi phí rất là cao. Đó. Thay vì hồi xưa là chưa có cái hero này á, thì cái lượng này mình bỏ ra nó không đạt hiệu quả. Còn bây giờ có cái hero này vào rồi á, thì coi như là mình chế phẩm ra cái vỏ cà phê này. Đó. Rất là tác dụng rất là cao. Đó, mình thế được một cái lượng phân. À, thay vì mình phải mua ở ngoài vào thì cái này nó giúp mình được một cái lượng phân rất là cao. Hệ quả của chế phẩm WeViro đã được chứng minh từ phòng thí nghiệm cho đến thực tiễn trong cuộc sống. Kết quả trong phòng thí nghiệm đối với H2S miligram trên mét khối. Ngày đầu tiên, không phun thuốc 484, phun thuốc 512. Sau 4 ngày, không phun thuốc 566, phun thuốc 282. Đối với NH3 miligram trên mét khối. Ngày đầu tiên, không phun thuốc 1,69, phun thuốc 1,71. Sau 4 ngày, không phun thuốc 1,32, phun thuốc 0,61. Đánh giá hiệu quả khử mùi trong phòng thí nghiệm. Hiệu suất khử mùi 4 ngày giảm 50%. Khả năng phân hủy chất hữu cơ 4 ngày giảm 50%. Sử dụng cái chế phẩm sinh học Viro thì nó xử lý tốt tất cả cái mùi hôi từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ. Thì gồm có H2S và NH3. Thì bằng cảm quan khi mà ta bước vào bằng các bãi rác hoặc là các trang trại chăn nuôi thì nó có bốc mùi hôi H2S và NH3. Thì ta tiến hành thu ngẫu ngoài hiện trường. Đối với một cái trang trại chưa có các phân á, mình chưa có xịt cái Viro lên. Khi mà lấy mẫu cái mẫu nền xong rồi, sau khi xịt cái phân Viro lên, ta tiếp tục thu mẫu. Sau khi đó thì ta đem hai cái mẫu đó về phòng thí nghiệm phân tích. Ta kiểm tra hàm lượng nồng độ các chất ô nhiễm trong đó H2S và NH3 nó chênh lệch như thế nào thì tính được cái hiệu suất xử lý của cái Viro đó. Nhưng mà sau khi mà phun cái chế phẩm Viro này á, thì cái mùi hôi ta không còn cảm nhận được nữa. Thì với bằng kết quả mà phân tích kiểm nghiệm từ phòng thí nghiệm môi trường sinh thái ứng dụng á, đạt tại các điểm mà đo đạt về các trại chăn nuôi, mà phòng thì đã đạt được tiêu chuẩn VLAT nên là kết quả thì phù hợp, nên là chấp nhận là cái hàm lượng, cái nồng độ các chất ô nhiễm á, NH3 và H2S trong các bãi rác và khu mà chăn nuôi á, thì nó sẽ giảm được khoảng
7 đến 80%, sau khi phun khoảng 5 phút thì giảm được 7 80% cái lượng khí đó. Để sau một thời gian 1 tiếng đến tiếng rưỡi đồng hồ thì nó so với cái hiệu suất ban đầu thì nó giảm được xuống còn cỡ 70%. Thì cái thời gian mà xử lý, cái kéo dài, cái hiệu quả xử lý của cái Viro này rất là tốt. Đây là một cái chất mà sinh học mà phân hủy tốt, cái chất hữu cơ, nó có thể mà ứng dụng trong rất hiệu quả trong việc xử lý các chất ô nhiễm môi trường như các từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ gây ra như H2S, NH3. Kết quả khảo sát thực tế, tỷ lệ pha loãng tối ưu 50ml pha thành 5 lít phun trên 50m2. Đối với CH4, mol trên ppm, không phun thuốc, ngày đầu tiên 32.145, sau 3 ngày 19.536. Phun thuốc ngày đầu tiên 32.266, sau 3 ngày 17.565. Hàm lượng CH4 khu vực phun thuốc nhỏ hơn khu vực không phun thuốc 10 đến 22%. Hiệu quả xử lý CH4 trên khu vực phun thuốc đạt 40 đến 50% từ ngày thứ 3 so với khu vực không phun thuốc. Hiệu quả khử H2S và N-NH3 giảm được 23%. Cách sử dụng WeViro. Khử mùi với chất thải rắn, động vật, thực vật. Cách pha, hòa với nước tỷ lệ 1:1, khuấy ngược chiều kim đồng hồ. Cách sử dụng, phun đều vào bề mặt chất thải, 3 lít phun cho 100m2. Phun 1 đến 2 giờ một lần nếu mùi quá nặng. Với chất thải lỏng, động vật, thực vật. Cách sử dụng, dung dịch WeViro không pha, phun đều vào bề mặt chất thải, 3 lít phun cho 100m2, phun 1 đến 2 giờ một lần nếu mùi quá nặng. Thì 3 ngày mình xịt một lần. Thì dưới cái liều lượng mình pha là coi như 1 lít đó, cái WeViro với lại 5 lít nước xịt trên phân. Thì sau khi xịt xong khoảng vài tiếng đồng hồ bắt đầu nó giảm mùi hôi, là trong vòng là được 24 tiếng đồng hồ nó giảm mùi hôi được khoảng 90%. Nếu mà trong cái môi trường mà nó trong lành thì tất nhiên con gà nó sẽ khỏe hơn, thì nó ít bệnh tật hơn, cái đó là điều tất nhiên rồi. Rồi nếu mà sau đó thì từ tia giờ khoảng 25 đến 30 giờ sau, rồi về sau nữa thì nó trở lại mùi hôi, nó bắt đầu nó tiếp tục gần như là có giảm nhưng mà gần như là phải xử lý lại. Nếu muốn hết hôi thì phải xử lại. Phân hủy chất thải hữu cơ, đối tượng 1 mét khối chất thải hữu cơ, thân cây, lá, rơm rạ, vỏ cà phê, phân chuồng. Dung dịch WeViro 5 lít. Cách sử dụng, dung dịch WeViro không pha, phun đều vào chất thải rồi trộn đều, hoặc phun lên từng lớp chất thải 15 đến 20 cm rồi ném chặt, sau đó ủ kín 30 đến 45 ngày. Trong cái tình hình chăn nuôi hiện nay ở trong nông thôn á, thì cái tình hình chăn nuôi phát triển thì theo quy hoạch nhà nước thì cũng đã có quy hoạch một số cái vùng chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên là cái khả năng phát triển trong đó có tỉnh Long An thì cái chăn nuôi trang trại và gia trại cũng đang phát triển. Thì chúng tôi rất quan tâm đến cái chuyện là giúp người dân bên cạnh cái xử lý, cái biện pháp để xử lý cái chất thải, giảm đi cái ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cộng đồng. Thì trong đó thì có nhiều cái sản phẩm chúng tôi đã ứng dụng, thì trong đó chúng tôi có cái thử nghiệm cái sản phẩm WeViro. Thì chúng tôi thấy rằng cái kết quả đầu tiên ban đầu mà làm ở Châu Thành, Long An trên cái đối tượng con gà và con cút đó, thì cho thấy rằng trong qua vài ba lần cái xử lý cái mùi hôi thì cho thấy rằng cái kết quả để xử lý mùi hôi rất là tốt. Về cái phần mà theo dõi cái những cái chức năng của nó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái sản phẩm này có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng nó trích từ chất thiên nhiên.
mà trong thành phần của nó lại không có hóa chất, thì cái này thì nó có thể là nó giúp cho cái người sử dụng nó an toàn cho cái sức khỏe là cả cái môi trường khi sử dụng cái này. Vấn đề thứ hai đó thì trong cái sản phẩm này đó thì nó lại không có chứa vi sinh vật, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái quá trình mà hướng dẫn sử dụng thì nó dễ dàng sử dụng, đồng thời là cái bảo quản người dân, mà cái đó cũng là một cái giải pháp mà tôi nghĩ là rất là hay. Bởi vì nếu mà đưa một cái sản phẩm mà xử lý cái một cái công việc trong cái thông thường của người chăn nuôi mà lại là đưa những cái biện pháp bảo quản, những cái biện pháp mà quản lý kỹ quá đó, thì cũng hơi khó cho người nông dân sử dụng. Nói chung là dễ sử dụng. Vấn đề thứ ba đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái rất hay cho sản phẩm này là bên cạnh cái việc mà xử lý cái môi trường, xử lý cái mùi hôi, thì sau đó thì cái chất hữu cơ mà trên phân thải đó nó lại được tiêu hủy và nó tạo ra một sinh khối, một chất mùn. Thì tôi nghĩ rằng về cái hướng canh tác theo cái nông nghiệp bền vững đó, gắn giữa trồng trọt và chăn nuôi đó, thì hiện nay cái đất trồng trọt đang rất cần thiết để phải tăng cường để giúp bón phân hữu cơ. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cái sản phẩm này để làm sao mà chúng tôi có thể quảng bá rộng rãi và giúp cho người dân vừa giải quyết được cái khắc phục cái ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, đồng thời là tận dụng được cái chất thải trong chăn nuôi để có thể là bón thêm cái phân hữu cơ cho đất. Thì về mặt lâu dài thì cái này rất có tốt cho cái hướng nông nghiệp theo hướng bền vững. WeViro hoàn toàn giúp chúng ta tiết kiệm thời gian khi sử dụng với cách sử dụng đơn giản, tác dụng khử mùi nhanh ngay sau khi phun xịt và phân hủy chất thải hữu cơ trong thời gian ngắn 30 đến 45 ngày. Điều này có tác dụng rất lớn đối với khu vực thành thị và cả nông thôn. Những bãi rác, những khu vực ao tù nước đọng, ô nhiễm trầm trọng, chúng ta có thể áp dụng WeViro để xử lý. Đặc biệt, sản phẩm sau thời gian xử lý được đem dùng làm phân bón hữu cơ sạch, có giá trị dinh dưỡng cao cho cây trồng. Điều quan trọng ngay trong gia đình, thường thì chúng ta khó chịu với mùi hôi từ thùng rác, từ nhà cầu hay khu vực bếp. Khi phun WeViro vào thì các mùi hôi khó chịu được khử ngay và trả lại không khí trong lành trong nhà. Em xài WeViro là gần là khoảng một năm rồi anh. Hiệu quả là khi mà những cái cầu toilet hay những thùng rác hôi á, em có sử dụng qua và nó là bay mà hết mùi hôi, dù cái mùi xịt ra thì không có một cái hương nào hết, nhưng mà nó đã bay hết cái mùi hôi, không còn cái mùi hôi để lại nữa. Khoảng chừng 4-5 bữa em sử dụng lại thôi, để rồi sử dụng lại những cái lúc mà nhiều khi nó có những côn trùng mà nó chết á, rồi em có sử dụng lại thôi, chứ ngoài ra là không có còn mùi hôi như lúc trước nữa. Qua đây cho chúng ta thấy với WeViro góp phần tham gia vào giải pháp bảo vệ môi trường thành thị và nông thôn thông qua việc khử mùi hôi từ bãi rác, nước thải công nghiệp, chuồng trại và chất thải chăn nuôi, cũng như giúp phân hủy các loại phân từ việc chăn nuôi hướng tới việc sản xuất phân hữu cơ sạch của nền nông nghiệp bền vững và trả lại môi trường trong lành cho cuộc sống chúng ta.